Chào mừng các em đã quay trở lại với video tranh cát của chị Bibi. Lần này thì chị Bibi sẽ tô màu một bức tranh có một nàng công chúa rất là xinh đẹp. Bước đầu tiên, đương nhiên là chúng ta sẽ phải bóc lớp viền màu đen ra để tô phần viền trước. Chị Bibi sẽ chọn màu đỏ để tô màu cho bông hoa, một phần của chiếc mũ và phần áo của váy công chúa nhé. Màu xanh dương mà đứng cạnh màu đỏ thì rất là nổi bật đấy. Vì vậy, chị Bibi sẽ chọn tô màu xanh dương cho phần viền trên của cái mũ và hai cánh tay áo. Để hoàn thiện bộ trang phục thì chị sẽ tô nốt các phần còn lại của cái mũ và chiếc váy bằng màu xanh lá cây. Công chúa này thì sẽ có một mái tóc vàng hoe. Đừng quên tô màu da cho bạn công chúa này nhé. Và cuối cùng là chúng mình sẽ bóc lớp giấy nền ra để tô màu nền cho bức tranh. Vậy là xong rồi. Chỉ sau vài phút,
là chị Bibi đã có ngay một bức tranh công chúa rất là xinh đẹp. Chúng mình có thích không nào? Nếu thích thì các em hãy like, share và subscribe Bibi Channel để chị Bibi có thể ra được thật nhiều video nữa nhé.